Đã bao giờ các bạn bắt gặp một cái bộ âm ly hay là một cái bao mà nó chơi được 40 con sò sát chưa? Thì rất là hiếm phải không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bộ bao đến từ Mỹ, đến từ một thương hiệu là IDCOM, rất là nổi tiếng, và nó chơi được 40 con, nó chạy đến 40 con sò sát Toshiba cực kỳ khủng. Một bạn lưu ý là cái bộ này các bạn mà kế những cặp loa khó tính nhất cũng rất là hay luôn. Chỉ cần các bạn có một cái rề nữa là chúng ta sẽ khuếch đại nó lên, truyền tín hiệu đến nó và chơi cực kỳ bốc luôn. ADCOM GFA 565 là series mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay, và đặc biệt là con này là đời hết số của ADCOM, dòng series 5 nhân bản. 555 thì đó là mono stereo, nhưng mà 565 là mono block. Mono block là gì thì chắc hẳn nhiều bạn mới chơi thì không biết. Mono block thật ra nó cũng là một cái bao stereo, nhưng mà nó được phân tách ra thành hai cục. Đó, nó là vẫn là stereo, chúng ta kết hợp lại thì thành stereo mà chúng ta gắn riêng ra là mono block. Dĩ nhiên thì không ai chơi riêng một cái như thế này, và mình cũng không bán một cái như thế này. Một cái thì nó chỉ chơi một được một loa thôi, một kênh thôi, nó không chơi được hai kênh. Ví dụ cái bên này chúng ta gắn thì chúng ta gắn cái rề xuống thì nó chỉ chơi bên phải thôi, thì cái bên này chúng ta chỉ gắn vào nó chơi bên trái thôi. Đó là như vậy. Thì lý do mình bán chỉ là một cặp chứ không bán một cái. Mono block nó có gì hay hơn so với những cái bao stereo mà đơn thuần là một cái? Tất nhiên thì các bạn biết là một cái hệ thống âm ly hay là bao stereo bên trong nó vẫn phân tách ra làm hai, một bên cho loa bên phải, một bên cho loa bên trái, nhưng mà nó sẽ không chuyên nghiệp bằng những cái mà chia riêng ra này. Chia riêng ra này thì nó làm cái nhiệm vụ nó chuẩn xác hơn và nó không hề liên quan đến nhau, nó sẽ cho cái tiếng nó tách bạch và chi tiết hơn rất là nhiều. Mono block thì hiện nay rất là nhiều người chơi, nó sẽ kén những người chơi là có cái mức kinh tế không nhiều thì thường muốn chơi âm ly, còn những ai có kinh tế khá giả thì rất là thích chơi mono block. Và mono block có một cái thì nó phức tạp, đó là nó chúng ta để thì nó hơi nhiều đồ, mà hai cục này thì rất là nhiều rồi, thêm một cái rề lên nữa thì là ba cục chúng ta mới kết hợp ra được. Còn lại thì mono block ưu điểm nó nhiều hơn khuyết điểm rất là nhiều, hầu như là chỉ ưu điểm thôi, mình chưa thấy cái khuyết điểm nào để kể ra ở cái mono block này cả. Ở đây thì nó có hai cái đèn, một cái đèn là báo hiệu cái tín hiệu mà nhạc vào, một cái đèn là protect là khi mà nó có vấn đề gì về chập nguồn, chập điện, chập dây loa thì nó sẽ protect. Thiết kế quen thuộc của nó là phía trước nó có những cái lưới, cái xin lỗi, những cái đường kẽ sọc rất là đẹp. Rồi bây giờ mình mở ra các bạn xem nè. Đó, một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn thanh tản nhiệt, một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm, mỗi cái là 5 con, là hai bốn cái là 20 con, và hai con như vậy là 40 con sò sát nha, 40 con sò sát Toshiba chữ đỏ. Con này là dòng chạy hai dòng điện, là có thể chơi điện 100V hoặc là 220. Tuy nhiên chúng ta muốn chơi điện nào thì bên trong chúng ta phải gắn cái dây cho đúng. Nó có một cái sơ đồ để chúng ta gắn dây để nó sẽ cho ra dòng điện. Ta gắn dây chỗ này này. Thì mình đã gắn qua điện 220. Nếu các bạn mua mà cần điện 110 thì nói mình gắn lại, chứ không được tự tiện về gắn nha. Nó đây là dành cho những người biết về kỹ thuật, các bạn không biết thì không nên gắn. À, tăng phô nó to như bàn tay, còn cái tủ nó to như cái cổ tay mình ạ. Đó, to bằng lon bia á. Bên này cũng rất là đẹp, nói chung là không có điểm chê ở cái bộ bao mono block này. Thì các bạn mua cái bộ này á thì có nhu cầu rè thì bên mình cũng đang có một cái rè đèn đến từ Konrad Johnson cũng rất là hay, hoặc là những cái rè bán dẫn thì có thể liên hệ mình để mình bán thêm. Hai cái tủ cực kỳ lớn, nhìn chà bá lửa luôn, nhìn là hết hồn luôn. Chơi mono block nó có đặc điểm là nó cũng bảo vệ cho chúng ta tốt khỏi cái sự hư hỏng nữa. Một cái hệ thống bao á mà
hoặc là âm ly á, mà nó trong stereo á, nếu như mà nó có hỏng hóc gì á thì thường nó sẽ kéo theo cái vé bên kia bị, ví dụ như một cái vé bên trái nó bị chặt nó cháy chẳng hạn, thì một cái vé bên phải thường nó cũng dễ bị đi theo. Còn cái này thì nó hoàn toàn riêng lẻ, nguồn điện rồi cấp riêng, tăng phô riêng cho một kênh, tổ sò riêng, không hề trùng cái gì cả. Thì rủi mà nó có hỏng hóc gì nó rất là ít, và nếu nó hỏng hóc thì nó cũng thường chỉ bị một cái thôi. Thì mình nói để phòng vậy thôi, chứ còn ai chơi audio mà đồ mà của Mỹ của Nhật thì bạn biết nó rất là bền rồi, trừ khi chúng ta cố tình chúng ta làm hư thôi, hoặc là vô tình cắm nhầm điện. Nhưng mà cái này đang để điện 220 thì rất là khó rồi, khó có thể nào chúng ta cắm nhầm được, tại vì 220 thì chúng ta đâu có điện mà 3 pha rồi chúng ta cắm nhầm lên 300 mấy đâu. Đây, cái chỗ gắn dây của con này thì con này nó chơi được hai cặp loa, thì mỗi cái á, mỗi cái bao như thế này á, một cái bao như bao này bên trái thì nó chơi cho một, nếu chúng ta chơi hai cặp á thì nó chơi cho hai cái loa bên trái, bao này bên phải thì nó chơi cho hai cái loa bên phải nha. Cái màu đỏ ở đen của cái bao này nó không phải để phân biệt âm dương nha các bạn, lưu ý. Màu đen là cho cặp thứ nhất, màu đỏ là cho, màu đen là cho cái loa thứ nhất, màu đỏ là cho cái loa thứ hai nha. Cộng trừ nè, các bạn thấy này, cộng trừ nè, cộng trừ theo dạng trên dưới chứ không phải là theo đỏ đen nha, đó lưu ý nha. Ví dụ các bạn có một cái loa, cặp loa JBL đi, thì chúng ta sẽ gắn vào cái phần đen này, cái loa bên phải chúng ta gắn vào phần đen này cộng trên trừ dưới, cái loa bên trái chúng ta gắn vào cái phần đen bên cái vé bên bên đây thì cộng trên trừ dưới, và chúng ta có thêm một cặp loa beginner nữa thì chúng ta sẽ gắn vào cộng trên trừ dưới qua cái phần màu đỏ đó bên kia của bạn. À, rất là đơn giản, các bạn đừng có gắn theo cộng trừ từ một dãy hàng ngang này là sai nha. Cái thông số kỹ thuật của cái bao này thì mình giới thiệu luôn các bạn, nó nặng 20 kg một cái, hơn 20 á, công suất của nó là 900W cho một cặp 4 ôm, một vé là 450, một cặp là 900, và một cặp 8 ôm á, thì nó sẽ ra được 600 các bạn, thì tương đương một vé là 300. Và cuối cùng cái mức giá mình bán cái bao này là 24 triệu nhật bản cái bộ bao này. Rất là đẹp. Để coi mình còn hướng dẫn gì cho các bạn không. Hồi nãy mình nói mình đã gắn con này qua điện 220 thì các bạn là nhìn thấy nó có cái sơ đồ này nè, 100V này, thì nó sẽ có các cái màu sắc này, blue. Nói chung là các bạn nào rành về tiếng Anh và biết về cái nguyên tắc dòng điện thì chúng ta muốn đổi chúng ta đổi, còn không rành thì đừng có đổi nha. Mình đang để 220 thì các bạn muốn đổi á thì nói mình sẽ thay đổi các cái dây này thì nó sẽ ra 110 thôi, nhưng mà không nên tự làm nha, không nên tự làm. Sò này là sò Toshiba, chữ đỏ, tủ là tủ của hãng Adecom thôi, lô làm luôn, Adecom làm luôn. Rất là đẹp. Lần đầu tiên mình thấy một cái bao mà bộ bao mà chạy đến 40 con sò sắt, cực kỳ khủng. Rồi nhắc lại các bạn là mức giá là 24 triệu. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình, đừng quên với mình có bán USB chip sẵn nhạc là 128 GB 800 ngàn, hoặc là bạn mua ổ cứng là 1000 GB giá 2 triệu, tùy nhu cầu mà các bạn sử dụng nha. Mình sẽ hẹn các bạn ở video tiếp theo, mình sẽ test nhạc. Còn video hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Thì thân ái chào tạm biệt và
hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.